Nga liên tiếp tập kích thành phố cảng chiến lược Ukraine. Zelensky cáo buộc Nga khủng bố phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc. Sau khi cầu Crimea của Nga lần thứ hai bị tấn công, Nga ngay lập tức đáp trả bằng cách dừng thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và tấn công thành phố Odessa ở miền nam Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa và UAV tự sát. Oleh Kiper, thống đốc tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Không được đứng gần cửa sổ, cũng không được quay phim hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng không. Phát ngôn viên cơ quan quân sự tỉnh Odessa Brett Uck nói rằng hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Kalibr đã được phóng từ Biển Đen. Không quân Ukraine trước đó phát cảnh báo không kích, trong khi còi báo động phòng không được kích hoạt tại toàn bộ các tỉnh phía đông Ukraine lúc nửa đêm. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tại bến cảng, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ vụ khủng bố của Nga vào tối qua, đã có 60.000 tấn nông sản dùng để vận chuyển đến Trung Quốc bị phá hủy. Cuộc tấn công khủng bố của Nga vào cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine chứng tỏ rằng mục tiêu của Nga không chỉ là Ukraine và không chỉ là cuộc sống của người dân chúng tôi mà còn nhắm vào hàng triệu tấn lương thực lẽ ra đã được chuyển đến các quốc gia tiêu dùng ở châu Phi và châu Á. Với mỗi cuộc tấn công như vậy, chúng tôi kêu gọi các đối tác của mình hết lần này đến lần khác, không quân của Ukraine cần được tăng cường. Trong khi đó, Nga tuyên bố mọi tàu hướng đến cảng Ukraine giáp Biển Đen sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự, nhưng chưa nêu phương án xử lý. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo liên quan đến việc chấm dứt sáng kiến Biển Đen và đóng cửa hành lang nhân đạo trên biển từ 0 giờ ngày 20 tháng 7. Toàn bộ tàu hàng trên đường đến các hải cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen sẽ được xem là phương tiện vận chuyển hàng hóa quân sự. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí có độ chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và kho đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Odessa. Ngoài ra, căn cứ không quân Kanatovo của không quân Ukraine ở vùng Kirovogradka cũng là mục tiêu. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Các bạn thân yêu ơi, hãy mau nhấn like, chia sẻ, đăng ký subscribe kênh Sa Bàn Quân Sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé.